Quang Huy, cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức đầu giờ của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Và sau đây là một bản tin nói về một kinh nghiệm thần bí đã khiến Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ chức. Tin đặc biệt của Andrea Toniel. Chú nói với tôi như thế, đó là lý do khiến Đức Giáo Hoàng về hưu Biển Đức 16 từ nhiệm chức vụ giáo chủ. Một người ẩn danh từng thăm Đức Giáo Hoàng một tuần trước đây đã đưa ra một tuyên bố kể lại những gì đã được nói ra trong cuộc gặp gỡ riêng tư. Cơ quan thông tin công giáo Zenit đã thông tin là như thế. Cơ quan thông tin Zenit đã cho biết quyết định của Đức Ratzinger sống ẩn dật vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn. 6 tháng sau lời tuyên bố từ nhiệm gây chấn động, một người may mắn đã được nghe lý do của quyết định này từ chính miệng Đức Ratzinger. Mặc dù Đức Giáo Hoàng về hưu sống đời khép kín trong tu viện, thỉnh thoảng Ngài vẫn đồng ý có những cuộc gặp gỡ rất riêng tư trong tu viện Mater Ecclesiae tại Vatican, nay đã trở thành nơi thường trú của Ngài. Trong những lần gặp gỡ như thế, Đức Cựu Giáo Hoàng không bình luận, không tiết lộ những bí mật hay không đưa ra bất kỳ lời tuyên bố nào, tạo thêm gánh nặng cho tân giáo triều như là điều vị giáo hoàng kia đã nói. Ngài rất kín đáo như Ngài vẫn từng quá lắm. Tất cả chỉ là những gì Ngài làm chỉ là quan sát những điều lạ lùng Chúa Thánh Thần đang thực hiện qua vị kế nhiệm Ngài. Hoặc Ngài chỉ nói về mình và về cái quyết định Ngài từ nhiệm đã là kết quả của một sự linh ứng như thế nào. Theo Zenit, khi được hỏi tại sao Ngài bước xuống khỏi ngay tòa Phaero, Đức Giáo Hoàng về hưu cho biết, Chúa đã bảo tôi như thế. Và Đức Ratzinger hẳn nhiên đã thêm rằng không hề có việc Chúa hiện ra hay một hiện tượng gì đại loại, chỉ là một kinh nghiệm thần bí. Chúa đã gieo vào lòng Ngài mầm móng của một ao ước tuyệt đối sống một mình với Chúa trong kinh nguyệt ẩn dật. Theo người cho tin, kinh nghiệm thần bí này đã kéo dài suốt vài tháng cuối cùng, làm gia tăng nỗi khát khao có được một tương quan độc đáo và trực tiếp với Thiên Chúa. Vị Giáo Hoàng về hưu càng nhìn thấy những đặc sủng của người kế nhiệm. Giáo Hoàng Francisco ngày càng ý thức rằng quyết định từ nhiệm ngôi vị Giáo Hoàng quả là ý Chúa. Vì vậy, xem ra không những Đức Ratzinger càng xác tín hơn bao giờ hết về sự cẩn trọng trong quyết định của mình, vốn đã từng làm dấy lên cuộc tranh luận giữa các cộng sự viên thân cận nhất của mình, mà Ngài còn hạnh phúc với những thành tựu vị kế nhiệm đạt được cho đến nay. Trong cuộc phỏng vấn trước đây với một viện sĩ người Đức, Đức Biển Đức 16 đã cho biết Ngài và Đức Francisco đã đồng thuận với nhau trong khía cạnh thần học. Cũng đáng nên ghi nhận rằng Đức Francisco chưa hề bỏ lỡ một dịp nào mà không công khai ca tụng vị tiền nhiệm của mình. Mà Ngài rất trân quý những ý kiến cố vấn. Iran dạy sinh viên săn máy bay do thám. Iran khẳng định rằng không phận nước này đang bị các máy bay do thám nước ngoài xâm nhập thường xuyên. Vì vậy, Cộng hòa Hồi giáo đã công bố một chương trình nhằm huấn luyện các sinh viên phát hiện và tiêu diệt các máy bay do thám. Tướng Ali Fazli, Tổng chỉ huy lực lượng dân quân Pacifi, nói với hãng tin Fars rằng chương trình đào tạo mới nằm trong khuôn khổ bài học sẵn sàng phòng vệ, áp dụng tại các trường trung học bắt đầu từ cuối tháng 9 tới. Ngoài ra, sách giáo khoa huấn luyện dân phòng quốc gia cũng sẽ sửa đổi để phù hợp với mối đe dọa máy bay do thám mà Iran khẳng định là xuất phát từ Mỹ. Tướng Fazli nói, năm nay chúng ta sẽ chứng kiến những thay đổi về nội dung, các giáo viên và các giờ giảng dạy của bài học sẵn sàng phòng vệ. Theo ông Fazli, các sinh viên có thể được dạy cách phát hiện và tiêu diệt một máy bay do thám bằng cách xâm nhập vào các hệ thống máy tính của nó. Những người theo đường lối cứng rắn của Iran từ lâu đã tìm kiếm một vai trò lớn hơn cho quân đội trong hệ thống giáo dục. Các học sinh trung học và trung học tại Iran hiện đang có các khóa học về dân phòng. Iran từng bắt giữ một máy bay do thám RQ-170 Sentinel của Mỹ vào năm 2011 sau khi nó đi vào không phận Iran. Giới chức Iran cho biết sau vụ bắt giữ một máy bay do thám hồi đầu năm nay, các hệ thống tác chiến điện tử của vệ tinh cách mạng Iran, được viết tắt là IRGC, đã phát hiện những tín hiệu cho thấy các máy bay do thám nước ngoài đã cố gắng thâm nhập không phận Iran. Kể từ đó, Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã bắt giữ thêm nhiều máy bay do thám của Mỹ. Trong đó có một chiếc Scan Eagle do hãng Boeing chế tạo.
Giới chức Iran khẳng định rằng các nỗ lực của nước này nhằm chiến đấu với các máy bay do thám nước ngoài đã mang lại kết quả. Trưởng tướng Farzad Esmaili, một quan chức cấp cao của IRGC, cho hay, trước đây một số máy bay do thám đã tìm cách vào không phận Iran và đã bị bắn hạ. Một số chiếc tới gần biên giới Iran nhưng sau đó lùi lại. Nhưng hiện tại, chúng không xuất hiện nữa và kẻ thù đã dè chừng khi điều các máy bay do thám tới Iran. Vương quốc lại cù đảo Falkland. Nếu chỉ theo đầu người, một người dân ở quần đảo Falkland sở hữu 350 chú cù. Quần đảo Falkland nằm ở vùng Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Argentina 483 km. Quần đảo gồm hai đảo chính, Đông Falkland và Tây Falkland, cùng hơn 776 đảo nhỏ. Thành phố Stanley trên đảo Đông Falkland là trung tâm thủ đô của quần đảo này. Falkland mang một vẻ đẹp hoang sơ nhưng vô cùng cuốn hút. Đây còn là nơi cư trú của rất nhiều loài động vật hoang dã, có những bờ biển xinh đẹp, những vách đá mang vẻ đẹp tự nhiên, cùng không khí trong lành. Falkland rất thích hợp để tổ chức những hoạt động ngoài trời sôi động hay thực hiện hành trình khám phá thiên nhiên trên các đảo. Nhưng điều đặc biệt nhất ở Falkland là thành phần dân số ở đây. Những chú cù có mặt trên đảo nhiều gấp hàng trăm lần số người sinh sống. Lịch sử nuôi cù trên quần đảo Falkland được ghi nhận cách đây hơn 150 năm. Hầu hết chúng đều là con cháu của giống cù Coriadale. Những năm trở lại đây, giống Polworth được ưu chuộng hơn trong các trang trại ở Falkland. Len cù trên đảo Falkland nổi tiếng bởi độ trắng, sự mềm mại và phẩm chất tuyệt hảo được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, số cù trên quần đảo lên tới hơn 700.000 con. Trong khi đó, dân số của đảo mới dừng lại ở con số 2.932 người, theo thống kê năm 2012. Thực sự đáng kinh ngạc khi mỗi người dân phải trông coi đến 350 con cù. Chăn nuôi cù là nét đặc trưng của nông nghiệp Falkland. Đàn cù có vai trò rất lớn tới sự phát triển kinh tế trên quần đảo. Để ghi nhận ý nghĩa của chúng, người Falkland cũng in hình cù trên những đồng tiền xu hay huy hiệu của mình. Quần đảo Falkland còn được biết tới như thiên đường của loài chim cánh cụt bởi số lượng cánh cụt ở đây lên tới hàng trăm nghìn con. Hơn 350 loài động vật được ghi nhận đang sinh sống trên đảo cùng với bãi biển và những vách đá. Falkland hiền hòa luôn chào đón những vị khách thân thiện tới thăm và tận hưởng kỳ nghỉ thú vị. Và một bản tin tiếp theo nói về việc Lady Gaga hóa thiên nga đầu người trong video mới. Ca sĩ đập dị Lady Gaga trở lại làng âm nhạc với nhiều tạo hình quái dị hơn ở Applause. Đĩa nhạc đơn chủ đạo cho album thứ ba có tên Art Pop sau 2 năm bận rộn yêu đương và đi tour. Lady Gaga đánh dấu sự trở lại của mình bằng video Applause. MV này được phát trên chương trình Good Morning America và chiếu ở quảng trường thời đại. Trong chưa đầy 24 tiếng từ lúc tung ra Applause, đạt được 4,2 triệu lượt xem trên YouTube, gần là 200.000 người bấm vào chữ like và gần 87.000 bình luận. Quái nữ sân khấu tiếp tục phát huy tối đa phong cách kỳ lạ khi đưa vào Applause rất nhiều tạo hình gây sốc. Hình tượng để lại nhiều ấn tượng nhất là thiên nga đầu người, trong đó Lady Gaga gắn đầu mình lên thân của một chú thiên nga đen và cất cao giọng hát. Applause đem tới cho người hâm mộ một bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn và đầy sáng tạo. Người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với các tạo hình của Lady Gaga. Từ bộ bikini bằng vỏ sò, áo ngực, hình hai bàn tay màu đen ôm sát vòng ruột, chiếc lồng xương, thiên nga đầu người, đôi cánh kim loại tới gương mặt chú hề. Những video của Lady Gaga thường gây sốc nhưng vẫn được đánh giá cao bởi tính nghệ thuật và thông điệp mà Lady Gaga muốn truyền đến khán giả. Tờ Newsday nhận định Applause là một sản phẩm nghệ thuật đáng giá của văn hóa pop. Rolling Stone cho rằng video này mang đúng phong cách đặc trưng của Lady Gaga. Applause trong tiếng Anh nghĩa là vỗ tay. Nữ ca sĩ giải thích ý nghĩa của khúc này một cách đơn giản. Tôi sống vì những tiếng vỗ tay của khán giả. Nhà phê bình âm nhạc Lucas Villa của trang Examiner nhận xét. Gaga thu hút mọi sự chú ý và khi xem xong MV này, bạn sẽ phải thán phục và vỗ tay. Giống như tên bài hát, Lady Gaga sẽ trình diễn Applause vào đêm trao giải thưởng MTV Video Music Awards diễn ra tối ngày 25 tháng 8 ở New York.
Album thứ ba, Art Pop, sẽ xuất hiện trên các gà đĩa từ ngày 11 tháng 1 và hứa hẹn là đĩa nhạc gây sốt thị trường âm nhạc thế giới vào dịp cuối năm. Cựu chiến binh Hoa Kỳ phản đối Jane Fonda đóng vai đệ nhất phu nhân Ryan Gunn. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra sau khi một nhóm cựu chiến binh Mỹ từng tham gia tham chiến tại Việt Nam phát động chiến dịch tẩy chay bộ phim The Butler, là bộ phim dẫn đầu về số vé bán được trong cuối tuần qua, mang về 25 triệu đô la. Tin của tờ Sun Journal tường trình rằng nguyên nhân vụ tranh chấp là quyết định của đạo diễn Lee Daniels chọn nữ tài tử Jane Fonda để đóng vai đệ nhất phu nhân Nancy Reagan trong bộ phim được dựng lên câu chuyện về Cecil Gaines, một người đàn ông da đen đã phục vụ tại Tòa Bạch Ốc dưới quyền của 8 vị tổng thống Mỹ. Theo tờ báo Sun Journal, bà Jane Fonda bị hàng ngàn cựu chiến binh và thường dân Mỹ lên án nặng nề sau khi bà đi thăm Bắc Việt Nam hồi tháng 7 năm 1972. Trong chuyến đi này, bà đã được hướng dẫn đi tham quan những cảnh thành phố Hà Nội bị đánh bom trong chiến tranh Việt Nam, gặp gỡ các tù binh chiến tranh Mỹ. Tấm ảnh chụp bà ngồi trên một khẩu súng phòng không của quân đội Cộng sản Bắc Việt đã gây phẫn nộ cho nhiều người Mỹ, làm dấy lên một phong trào đặc biệt trong giới cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Chống Jane Fonda cho mãi tới bây giờ, bà Fonda đã ngỏ lời xin lỗi về một số các hành động của bà. Tuy nhiên, các cựu chiến binh và binh sĩ hiện dịch Hoa Kỳ cho rằng bà chưa hoàn toàn thực tâm hối lỗi. Và tháng trước, nữ tài tử này lại gây tranh cãi khi bà mặc một áo thun in hình hai chữ Hà Nội Chance đến dự một buổi giới thiệu phim và tuyên bố các cựu chiến binh Mỹ chỉ trích vai của bà trong phim nên quên đi quá khứ để mà sống. Tin của uptimes.com dẫn lời ông Larry Rice, một cựu chiến binh hải quân dẫn đầu chiến dịch tẩy chay phim The Butler, phản đối quyết định của đạo diễn Lee Daniels chọn Jane Fonda đóng vai bà Nancy Reagan, nói rằng quyết định đó mang ý xấu và không tôn trọng các cựu chiến binh Mỹ đã từng hy sinh xương máu trên chiến trường Việt Nam. 840 người, 70 xe cứu hỏa chiến đấu với vụ cháy kinh hoàng. Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa thành phố Sài Gòn, cho biết vào lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 8, có 70 xe nước, xe thang cứu hỏa cùng 540 cán bộ chiến sĩ, 300 lực lượng tại chỗ được huy động chữa lửa trong vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại công ty Pau Yoyen Việt Nam sáng nay, ngày 21 tháng 8. Gần 5 giờ đồng hồ chiến đấu với lửa, lính cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy. Tuy nhiên, 4.000m2 trong tổng số 42.000m2 của khu vực tầng 4, tầng 5 và một góc tầng 6, lô A4, A5, A6 bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân dẫn đến cháy được xác định có thể là do chập điện. Theo Đại tá Bủ, lúc 4 giờ 40 cùng ngày, đường dây nóng của sở nhận được tin báo cháy khẩn cấp từ công ty Pau Yuen. Lúc này, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiến hành dập lửa được 15 phút. Khi ngọn lửa lan rộng thì mới báo lên trụ sở phòng chống chữa cháy. Ngay lập tức, các phương tiện chữa cháy hiện đại được điều động đến hiện trường. Nhận định đây là đám cháy lớn, bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy và tài sản có giá trị lớn. Sở phòng chống chữa cháy đã huy động thêm lực lượng cứu hỏa của 15 đơn vị lân cận. Đến 8 giờ 40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may, không có người thiệt hại và cơ quan chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy. Và kính thưa quý vị khán giả, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin đầu giờ của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Quang Huy xin kính chúc quý vị khán giả một ngày thật vui vẻ và Quang Huy xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lần sau.